chào mọi người. Hôm nay Annie đi dự sinh nhật của người bạn 8 tuổi ở trong cái nguyên cái hồ bơi chỗ người ta có thể nói là công viên nước. Đó. Đi vòng vòng với mình để xem ở cái Very Good New South Wales này có những cái chỗ mà con nít rất là thích thú khi mà nó được đi chơi những party hay là những ngày weekend như thế này nha. Hôm nay trời rất nóng, nhiệt độ bên ngoài có thể 35-36 độ. Bởi vậy phòng hôm nay gia đình các cha mẹ đều dẫn con cái đi bơi và ra ngoài trời. Mấy chỗ này vô phải đóng tiền. Family là 60 đồng, bao gồm 4 người, 2 người lớn và 2 đứa bé. Cái công viên nước này mới thành lập bởi cái phao hiệu cao sổ của New South Wales của mình, là của chính phủ đại họ giúp đỡ về xây cất cái công viên nước như thế này cho những cư dân ở vùng phê phiều. Nó được xây mới mấy năm thôi, 3-4 năm gì thôi. Nhưng vào đây vừa tốn tiền và những cái liều mình phải bút tùy theo cái số lượng mình bút nhiều hay ít, mà cái mỗi cái liều thì nó đặt mình có thể làm barbecue. Còn ở trước mặt mình thì chỉ là cái chỗ mà ghế ngồi mà thôi, không cần phải tốn tiền. Nhưng mà nếu mà mình đi trước sớm thì có chỗ, còn nếu không thì mình phải kiếm chỗ xa hơn. Annie cũng lần đầu tiên vào cái công viên nước như thế này nên hôm nay Annie đi với bạn bè chơi rất là vui, không có chịu ăn gì cả. Trước mặt mình là hồ bơi nhân tạo, nhưng mà nó làm theo dạng biển có sóng nên mấy đứa nhỏ rất là thích. Đông quá, hôm nay rất là đông. Annie đi chơi với bạn nên cũng phải ngó chừng coi nó đi tới đâu nữa. Đó, nhìn giống như mọi người đang đi biển, tắm biển đó. Hò hét là của mấy đứa con nít. Đó, sóng nước.
mấy cái party và bút những cái liều từ 200 trở lên. Đó thì nó có mình tốn tiền nhưng mà nó có dành cho chỗ mà làm barbecue, nướng thịt. Đây sinh nhật 8 tuổi. Thay vì ở nhà mình làm nhưng mà nhà thì mất công phải dọn dẹp và nhiều khi nhà nhỏ, đi ra như thế này thì đóng tiền xong rồi xong xuôi dọn dẹp về mà thôi. Thì có những người cleaner, những cái công nhân dọn dẹp cho cái khu của vùng swimming pool này. Đó, cũng có người quan sát xem có chuyện gì xảy ra khi mà xuống hồ bơi như thế này hay không. Không thua gì đi biển ở city. Vòng xung quanh cái hồ bơi thì cũng có tivi và có nhạc để mình có thể ngồi vừa trông con mà vừa nằm nghỉ ngơi hưởng thụ những cái giờ phút yên lặng. Yên lặng thì không có yên lặng rồi, nhưng mà nghỉ ngơi sau những một tuần làm việc mệt nhọc. Hôm nay nóng quá, người càng vào càng nhiều.